giờ cái phong dịch vô đây, cái cậu quan tâm cái tàu này hay là quan tâm tới cái tàu này? Đúng rồi. Mình sẽ quan tâm tới cái tàu lớn nhiều hơn, tại vì nó là cái tàu đặc biệt. Thì nếu mình sẽ quan tâm tới đó, thì khi mà mình để cái thành tựu như vậy nè, thì người ta xem vô, người ta thấy Cô ăn đi, cô ăn sắp lên thì không được.